Chơi vơi. Đêm qua, tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ, mà khi giật mình thức giấc, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Tôi thật sự sợ hãi với cái cảm giác chơi vơi trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình là một người đã chết và đang lang thang trong một cõi không thuộc về thế giới nào cả. Tôi thấy được mọi người thân quen vẫn sinh hoạt bình thường chung quanh tôi, nhưng tôi lại không thể chạm vào người họ. Mọi ý muốn vỗ vai, ôm cổ, nắm tay hay níu kéo một ai đó đều không kết quả. Họ vẫn tiếp tục sinh hoạt và tôi thì cố gắng trong vô vọng vì chỉ có thể chụp, nắm trong không khí. Không nắm bắt được, tôi quay sang kêu gọi. Tôi gọi tên những người thân tôi thấy. Tôi khản cổ kêu gọi người lạ chung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy tiếng tôi. Cái cảm giác sợ hãi bắt đầu đến với tôi ngay lúc đó. Tôi sợ hãi vì thấy mình cô đơn lạc lõng giữa một thế giới không thuộc về mình. Sợ hãi vì cái cảm giác chơi vơi, không biết mình sẽ phải làm gì, đi về đâu, nương tựa vào ai. Sợ hãi vì không biết mình phải sống trong tình trạng này đến bao giờ. Thật kỳ lạ, dù trong mơ, nhưng tôi vẫn ý thức rất rõ mọi chuyện, nên càng thấy khủng hoảng hơn với ý nghĩ, không lẽ mình phải làm một linh hồn vất vưởng như thế này mãi sao? Vất vưởng vì không thuộc về đâu cả, không thiên đàng cũng chẳng hỏa ngục, lại cũng không thuộc về thế giới hữu hình của mọi người đang sống. Có rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy sự sợ hãi kinh khủng đến thế nào trong tình trạng chơi vơi, không thuộc về ai, không ai để bám víu. Và cái cảm giác đó đã ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Tôi chợt nghĩ, phải chăng giấc mơ đêm qua là một lời cảnh tỉnh nhắc nhở tôi phải chuẩn bị sao cho ngày ra đi của mình, không phải rơi vào tình trạng vất vưởng, chơi vơi như thế. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khiếp vía vì chơi vơi khi bước vào một thế giới không hề biết trước, không một ý niệm chuẩn bị. Chỉ thoáng mường tượng thôi cũng đủ hoảng hốt vì chơi vơi, khi không một tiếng nói ủi an, không một bàn tay dẫn dắt, không một bờ vai nương tựa ở ngưỡng cửa thế giới bên kia hoàn toàn xa lạ, không bản chỉ dẫn. Vâng, nếu chết để phải chơi vơi như cảm giác sợ hãi vì chơi vơi trong cơn ác mộng đêm qua, thì chết với tôi thật là một hình phạt không gì nặng nề, kinh hãi, khủng khiếp hơn. Nhưng rất may, ác mộng không là thật. Thật là chân lý về sự chết được Thiên Chúa mặc khải, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Thật là lời hứa của Đức Giêsu: ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật là niềm hy vọng ở đấng là sự sống lại và là sự sống. Thật là niềm vui được biết trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thật là hạnh phúc có Đức Giêsu đón về ở với Ngài. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Thật là lòng cậy trông, tín thác ở giờ lâm chung. Vì có Đức Giêsu chịu đóng đinh hứa ban nước trời, tôi bảo thật, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thật là lòng thương xót, bao dung của Thiên Chúa chẳng chấp tội ai, nhưng rộng lượng khoan hồng, thứ tha. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Và như thế, tôi sẽ chẳng phải chơi vơi vì có Thiên Chúa là đấng cứu độ, chẳng phải chơi vơi vì có Đức Giêsu đồng hành, như Ngài đã đồng hành trong giờ hấp hối với người trộm lành trên thánh giá. Nhất là chẳng sợ hãi gì, vì với Đức Giêsu
tôi lớn tiếng kêu Thiên Chúa, cha tôi, lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho dù hồng đồng. Con chỉ là dấu trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người xa xôi, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chờ che. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời. Con chỉ là cánh em nhìn trời cao vút thênh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chờ che, không một đấng chờ che. Một đấng chờ che.